Ở đây cậu cháu mình mới phát hiện ra con ếch cả nhà. Nó mập xuống rồi. Mình lội ra mình bắt nó nha. Đâu rồi? Đây. Đây. Ở đây nó cục được. Đây mồi kia. Dính cả nhà. Dính rồi. Dính nha. Con đầu tiên luôn. Giờ mình ra anh bỏ vô vỏ cái mình đi tiếp cả nhà. Đã không? Tiếp nha. Nó còn con nữa hay gì vậy? Dính. Có không? Ở đây có con nữa kìa. Ở đây có con ếch nữa nè. Ngồi trên cái bãi dơm. Trời ơi, con ếch khủng luôn. Quá trời bự luôn. Ôi ơi, cái bụng. Hết nó nổi cái bụng thiệt chứ. Con cóc cả nhà ơi. Giờ mình đi tiếp nha.